định số 2451 ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. Đài Phát thanh và Truyền hình Long An từng bước thực hiện theo lộ trình số hóa và bắt đầu phát sóng số DVB-T2 từ ngày 15 tháng 3 năm 2016. Đến nay, việc phát số đã được ổn định. Kênh analog hay còn gọi là truyền hình tương tự mặt đất là loại kênh truyền hình thông thường mà TV nhà bạn xem đài nào cũng đều thu được bằng anten. Điều này cũng có nghĩa nếu nhà bạn không dùng truyền hình cáp, kỹ thuật số hay bất kỳ dịch vụ truyền hình nào khác, thì các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam và kênh LA34 mà bạn thu được chính là kênh analog. Để có thể thu xem kênh chương trình truyền hình kỹ thuật số mặt đất của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, người dân Long An và khu vực lân cận có thể sử dụng các thiết bị thu kỹ thuật số DVB-T2 hoặc TV có tích hợp thu DVB-T2 và các phiên bản tiếp theo. Chúng ta cần phân biệt truyền hình cáp và truyền hình số mặt đất là hai phương thức truyền dẫn tín hiệu truyền hình khác nhau. Truyền hình cáp dùng mạng cáp quang và cáp đồng trục để truyền dẫn tín hiệu đến thiết bị thu, còn truyền hình số dùng tín hiệu vệ tinh hoặc mặt đất để truyền dẫn tín hiệu. Với truyền hình kỹ thuật số mặt đất, để truyền tải hình ảnh truyền hình độ nét cao được xử lý theo phương pháp xử lý tín hiệu số. Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, việc số hóa truyền dẫn phát sóng mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số theo hướng hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Hiệu quả sử dụng tần số truyền hình. Trong vùng phủ sóng, kênh truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An LA34 đảm bảo 100% các hộ gia đình có truyền hình đều được xem truyền hình số bằng các phương thức khác nhau. Phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn kênh truyền hình LA34 nhằm hướng tới mục tiêu phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn dân cư trong tỉnh Long An và những vùng lân cận. Để giúp cho khán giả Long An và khán giả cả nước thì có thêm những cái thông tin về truyền hình số hóa mặt đất, từ năm 2015 thì Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Long An đã có phát nhiều phóng sự, nhiều thông báo có liên quan đến truyền hình số, tập trung vào các nội dung như là ưu điểm của truyền hình số, lợi ích của truyền hình số, thiết bị truyền hình số DVB. Ngoài ra thì còn có các thông tin khác như là người dân phải làm gì khi mà phát sóng truyền hình số mặt đất. Trên địa bàn của tỉnh Long An thì Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Long An cũng đã có những thông tin thiết thực gắn với lộ trình số hóa trên địa bàn của tỉnh. Có các phóng sự như là người dân Long An phải làm gì khi mà truyền hình số mặt đất, và có chương trình khoa giáo để hướng dẫn các hộ gia đình chưa sử dụng truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh có thể xem được truyền hình số mặt đất. Ngoài ra thì trong cái chương trình số hóa truyền hình mặt đất phát sóng lúc 11 giờ vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu trên Đài Long An, nếu quý khán giả vào xem thì sẽ cập nhật được rất nhiều thông tin có liên quan đến truyền hình số mặt đất trên phạm vi của toàn quốc và lộ trình số hóa của tỉnh. Truyền hình kỹ thuật số hay còn gọi DTV là một hệ thống viễn thông phát và nhận tín hiệu hình ảnh, âm thanh bằng các tín hiệu kỹ thuật số. Trái với các tín hiệu tương tự được các đài truyền hình truyền thống sử dụng, trong đó có kênh LA34. DTV sử dụng các dữ liệu điều biến được nén bằng kỹ thuật số và yêu cầu giải mã bởi độ giải mã thiết bị riêng cho TV hay một bộ phận thiết bị nhận tiêu chuẩn với một set-top box hay một PC có cạc TV. Đến với chuẩn DVB-T2, người xem sẽ được trải nghiệm hình ảnh với khung hình 16:9 cùng chất lượng hình ảnh HD. Các hình ảnh sẽ thật sự được hiển thị với tỷ lệ 16:9 cực đẹp, chứ không phải bị kéo giãn như đang xem với analog. Cũng như các TV khác, TV hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 cũng phải cần có thêm một anten để thu được tín hiệu. Tuy nhiên, việc lắp đặt anten của TV lại vô cùng dễ dàng, chỉ lựa chọn những anten.
tròn, đường kính khoảng 40cm và lắp ở những nơi có thể thấy rõ bầu trời và không bị tòa nhà che khuất là có thể thu được tốt tín hiệu. Bên cạnh đó, thậm chí bạn có thể sử dụng anten râu hoặc anten trong nhà để thu được tín hiệu DVB-T2. Cho nên có thể nói, khi lựa chọn DVB-T2, vậy là bạn xem đài đã không phải tốn thêm nhiều tiền để đầu tư một chiếc anten hoành tráng. Được sự đồng ý của Ủy ban dân tỉnh Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đã hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền hình Kỹ thuật số miền Nam SDTV tổ chức phát sóng thử nghiệm truyền hình kỹ thuật số mặt đất DVB-T2 song song với phát sóng truyền hình tương tự analog trên địa bàn tỉnh Long An kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2016. DVB-T là viết tắt cụm từ tiếng Anh Digital Video Broadcasting Terrestrial. Đây là một chuẩn quốc tế về phát sóng số mặt đất được sử dụng trong truyền hình kỹ thuật số. DVB-T2 là chuẩn thu truyền hình thế hệ thứ hai có khả năng cung cấp cho người xem những kênh truyền hình ở độ nét cao. Ngoài ra, một trong những ưu điểm khác của DVB-T2 chính là nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thời tiết nếu so với analog. Truyền hình analog là loại truyền hình thông dụng thu bằng anten ngoài trời. Chất lượng hình ảnh sẽ bị ảnh hưởng khi thời tiết xấu. Hiện tại, kênh LA34 đang phát sóng theo chuẩn DVB-T2. Nếu TV nhà bạn là loại TV cũ, không tích hợp sẵn DVB-T2, bạn có thể mua một chiếc TV mới có tích hợp DVB-T2 hoặc mua thêm đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 kết nối với TV cũ. Trong trường hợp bạn đang sử dụng các dịch vụ truyền hình trả phí như truyền hình cáp, truyền hình kỹ thuật số thì vẫn có thể tiếp tục xem được như bình thường, không bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, nếu TV nhà bạn đang sử dụng là Internet TV, Smart TV, bạn còn có thể thưởng thức các kênh truyền hình bằng cách truy cập vào các ứng dụng xem TV online như VTV Plus, HTV Online, FPT Play. Theo quy định của nhà nước kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, tất cả các máy thu hình sản xuất trong nước và nhập khẩu vào Việt Nam đều tích hợp chức năng số truyền hình số mặt đất. Hơn 3 tháng phát thử nghiệm thì hệ thống phát sóng đã ổn định, chất lượng tốt. Thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, đài chính thức phát sóng truyền hình kỹ thuật số mặt đất song song với phát sóng truyền hình tương tự trên địa bàn tỉnh Long An. Theo chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh Long An thì đến ngày 1 tháng 12 năm 2016, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An sẽ ngừng hoàn toàn phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn tỉnh Long An. Thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An sẽ thực hiện ngừng phát sóng analog từ tháng 12 năm 2016. Riêng từ tháng 3 năm 2016 đến nay, kênh LA34 phát song song cả analog, truyền hình cáp và kỹ thuật số mặt đất nhằm hoàn thiện từ khâu biên tập, hậu kỳ đến truyền dẫn phát sóng để bảo đảm một cách tốt nhất trước khi truyền hình tương tự hoàn thành sứ mệnh của mình. Để làm được điều này, yếu tố con người luôn được đặt lên hàng đầu, từ khâu ý tưởng chủ đề đến thực hiện quay phim, biên tập, hậu kỳ và cuối cùng là đưa lên sóng. Bên cạnh đó, máy móc trang thiết bị phục vụ cho phát sóng kỹ thuật số cũng được chuẩn bị đầu tư, mua sắm theo yêu cầu cũng như khả năng về kinh phí. Đối với người dân Long An cũng như những vùng lân cận, chỉ cần đầu thu kỹ thuật số hoặc TV có tích hợp thu DVB-T2 và các phiên bản tiếp theo là có thể xem được đài tỉnh nhà cũng như những đài xung quanh. Tôi cũng có mua cái đầu thu để sử dụng cho TV trong gia đình. Thì thấy đầu thu này thì nó cũng là tiện lợi, dễ sử dụng. Chỉ một hai trường hợp là có cái đài mà mình cần thiết thì nó hơi mất sóng. Thì mất sóng thì mình điều chỉnh lại thôi. Còn có một số bà con thì khi mà hộ nghèo người ta xài đó, tôi nói là nhiều khi bấm lộn nó qua cái hệ TV thường thì nó người ta không biết sử dụng, nó chưa quen. Thì cái này đúng ra cũng 70 mấy đài thì mình xem thì nó không hết rồi. Chuyển qua truyền hình mặt đất thì tốn vào khoảng 600 ngàn.
Nhưng mà có một cái là coi được nhưng mà cái sóng nó vẫn còn yếu. Với nó có một cái là phải sử dụng anten rất cao, nó hơi nguy hiểm. Tuy nhiên, vì là công nghệ tương đối mới đối với người dân, nên đôi lúc họ sử dụng còn gặp nhiều bỡ ngỡ, sai sót. Vì vậy, cần phải có thời gian mới phát huy được. Mặt khác, đối với những hộ nghèo, đời sống còn khó khăn, thì việc chuyển đổi sang kỹ thuật số mặt đất đòi hỏi phải đầu tư số tiền kha khá, đôi lúc cũng quá tầm giới, không phải một sớm một chiều là lo liệu được. Đúng ra bây giờ mình lớn tuổi rồi, cái dạng đó tôi cũng không gành nữa, với cái hai nữa bây giờ rồi, tiền thì nó cũng kém quá đi, già rồi không có nhiêu tiền đó. Tôi có bắt được Đồng Tháp với Vĩnh Long với Long An à, còn mấy đại kia bắt cũng không hộp không à, khó coi quá. Truyền hình tương tự mặt đất đã tạo nên bước đột phá trong công nghệ truyền hình của nhân loại, biến những chiếc TV đen trắng sau đó là TV màu với những chiếc anten đi kèm trở thành thiết bị quen thuộc đối với mỗi gia đình. Chỉ cần ngồi trước TV, người xem có thể theo dõi thông tin từ khắp nơi trên thế giới, giúp rút ngắn khoảng cách về cả không gian và thời gian. Tuy nhiên, với sự phát triển từng ngày của công nghệ, truyền hình tương tự dần trở nên lỗi thời và bị thay thế bởi truyền hình kỹ thuật số. Ưu điểm của phương thức này là hình ảnh sắc nét, có chiều sâu, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng nhiễu và bóng ma, vốn là nhược điểm của truyền hình analog thông thường. Loại bỏ tác hại của các tia sóng phản xạ, không bị ảnh hưởng nhiễu phát ra do máy tính, mô tô điện, sấm sét. Do vậy, truyền hình kỹ thuật số là phương tiện đáp ứng trong hiện tại cũng như hướng tới tương lai.